Mở màn lễ hội văn hóa Cồng Chiêng năm nay là tiết mục múa Carnival rước Phật Thiên mang bản sắc Nam Tây Nguyên, đã tái hiện sinh động những nghi thức riêng biệt và đặc sắc của đời sống văn hóa cộng đồng các đồng bào dân tộc. Cùng kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng điêu luyện và độc đáo, kết hợp với điệu múa nhịp nhàng, đã xây dựng chân thực hình ảnh con người phóng khoáng và mạnh mẽ của anh em đồng bào các dân tộc tại Lâm Đồng. Lễ hội văn hóa cồng chiêng là hoạt động thường niên do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức, nhằm đem lại ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời, khẳng định vai trò của văn hóa cồng chiêng trong đời sống đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 2016 với 7 hoạt động chính, gồm diễu hành xe cổ động, lễ dân hương và xin lửa, đêm hội khai mạc, lễ hội sen mường dân tộc Thái, thi diễn tấu cồng chiêng, tham quan danh lam thắng cảnh, đêm hội đại đoàn kết. Cái hoạt động lễ hội cồng chiêng hàng năm mà Lâm Đồng chúng tôi tổ chức là dịp để chúng tôi nâng cao cái nhận thức trong đồng bào về cái ý thức bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa cồng chiêng. Để qua đó đồng bào cũng tự hào là cái di sản văn hóa bà con đã sở hữu, tức là những chủ nhân chúng ta đã sở hữu những cái di sản hết sức là quý giá, và chúng ta cũng phải có ý thức trong cái việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các cái giá trị của nó. Hiện nay thì anh em cũng đang xây dựng cái đề án tiếp theo của giai đoạn 2016-2021, để trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với sự tích cực của ngành, thì chúng tôi sẽ phối hợp tích cực với các địa phương và đồng bào của các cộng đồng để chúng tôi làm tốt cái công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng trong thời gian tới. Buổi lễ khai mạc được tổ chức trong không khí linh thiêng và mang đậm màu sắc của người đồng bào dân tộc thiểu số, với chương trình Carnival cồng chiêng, nghi thức châm lửa mở đầu, đài tấu chiêng, thi rước rượu, múa xoan, vân vân. Lễ hội là dịp để các dân tộc trên địa bàn tỉnh có cơ hội để bày tỏ niềm kiêu hãnh về nét văn hóa đặc sắc nguồn cội của dân tộc mình. Lễ hội văn hóa cồng chiêng không chỉ có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với các nghệ nhân, mà còn là lễ hội của toàn dân, có vai trò tuyên truyền và quảng bá sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp quần chúng. Đặc biệt tham gia lễ hội năm nay có rất đông các bạn trẻ người dân tộc thiểu số bản địa. Qua đó có thể thấy nghệ thuật cồng chiêng đã và đang được thế hệ trẻ quan tâm và yêu thích. Công tác truyền dạy và duy trì đã được quan tâm, tạo dựng được đội ngũ nghệ nhân trẻ yêu cồng chiêng, đảm nhận sự trao truyền của thế hệ đi trước. Tôi rất mừng tại vì cái đội cồng chiêng của người Chơ-ru vẫn còn. Thế là vừa rồi có tổ chức, tỉnh huyện tổ chức là dạy cho các cháu, các thôn, các xã trong làng với nhiều dạy cồng chiêng này, dạy các nghề là được đảng nhà nước chăm lo. Như thế là mong muốn của tôi là sẽ gìn giữ mãi mãi về với cái chuyện là cồng chiêng của người Chơ-ru trong cái huyện Đức Trọng. Mỗi dân tộc đều có những điệu múa hoặc là những bài chiêng khác nhau, nhưng mà nó là tượng trưng cho cả một dân tộc, trong một cái truyền thống của dân tộc. Trong thời đại hiện nay thì có rất là nhiều thứ mới lạ hiện đại, thì một số người ta cũng không muốn giữ gìn những cái gì gọi là bản sắc của mình. Nhưng mà theo em thì mình sẽ cố gắng học hỏi và cố gắng, nếu mà mình biết thì mình cũng sẽ chỉ thêm cho những người khác cùng nhau học hỏi và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã trao kỷ niệm chương cho 12 đoàn nghệ nhân, đồng thời vinh danh 26 nghệ nhân đã có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Túi xách từ lâu đã trở thành vật dụng không thể thiếu đối với chị em bạn gái trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ có công dụng chứa đựng những đồ dùng cần thiết, mà túi xách còn trở thành phụ kiện thời trang, giúp tạo điểm nhấn trong trang phục và thể hiện gu thẩm mỹ của người sở hữu.